Ngay khi tàu vừa cập cảng tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, hai ngư dân bị hành hung gây thương tích nặng đã được chuyển đi cấp cứu. Còn đây là những hình ảnh chiếc tàu cá sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công. Cabin tàu bị đập bể, máy ICOM, máy dò cá, máy định vị, hệ thống bộ đàm, điện thoại di động có trên tàu đều bị phía Trung Quốc lấy sạch, gây tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Qua cái hành động thái độ của Trung Quốc như thế, tôi tha mặt cho nghiệp đoàn và tất cả người dân là phản đối với cái hành động của Trung Quốc. Mà phải cương quyết cái việc mà làm như thế nào đó là Trung Quốc phải từ bỏ cái việc này. Và đối với cái việc mà đối với nghiệp đoàn trách nhiệm đối với người dân là phải bấm sót và động viên người dân, bất cứ Trung Quốc làm bất cứ giá nào là người dân phải bấm biển để bảo vệ Tổ quốc. Trở về đất liền, những ngư dân trên tàu QNG-90205TS đều rất bức xúc trước kiểu hành xử ngang ngược của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam ngay trong ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng không vì thế mà ngư dân chùn bước. Chứ ngay rồi đi làm nguồn xoay gì rồi đó, rồi bị Trung Quốc đánh chúng tôi và lấy họ mẹ vậy đó. Mong nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi, tiến tới hỗ trợ chúng tôi, anh em chúng tôi tiến tới đi làm tiếp, đi quần so tiếp, hỗ trợ xong là đi ra quần so làm tiếp, vì ngoại làm có em như dân tôi không bỏ được. Về là sửa soạn má mát, dụng cụ là nó tăm phò đó, rồi có bể thì mình về kia là mình bồi bổ, tạo là tiếp tục rồi mình ro khơi. Giờ đi biển cũng ro quần so, cũng dạy đó chứ không có đi đâu nữa, giờ cũng quần so. Để nó kiếm bốn nhà cái nguồn so thôi chứ đi đâu nữa. Ngay sau khi tàu cá QNG-90205TS về với đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã làm việc trực tiếp với ngư dân để nắm bắt tình hình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã báo cáo vụ việc ra Bộ Ngoại giao Việt Nam để có biện pháp can thiệp bảo vệ ngư dân đang đánh bắt hợp pháp ở Hoàng Sa.